lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất đã tổ chức đoàn viếng đền thờ liệt sĩ huyện vào sáng nay. Đền thờ liệt sĩ huyện Thống Nhất là nơi ghi danh gần 700 anh hùng liệt sĩ ở khắp mọi miền của đất nước đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tại lễ viếng, sau nghi thức đặt vòng hoa, ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ, lãnh đạo huyện, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã dành phút mặc niệm, dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thống Nhất đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng nỗ lực xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Hiện nay, huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.